một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đây không phải là lời khuyên nhủ cổ lỗ sĩ của riêng các cụ nhà mình đâu, mà nước ngoài người ta cũng nói là Jack of all trades, master of none. Cũng là một cách nói tu từ, dùng để chỉ những người cứ luôn học thật nhiều kỹ năng thay vì đạt được kiến thức chuyên môn bằng cách chỉ tập trung vào một kỹ năng duy nhất. Tóm lại, nhiều người đồng tình về quan điểm rằng làm một việc, học một thứ mà trở thành chuyên gia thì còn hơn biết nhiều nhưng mà mỗi thứ một ít. Nhưng Carver Sangle thì không nghĩ vậy. Nhà báo của New York Times và Wall Street Journal, tác giả của 7 cuốn sách, nhà tư vấn chiến lược cho một công ty thuộc danh sách Fortune 500, cựu phó chủ tịch JP Morgan, một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới, cựu quân nhân Hải quân Mỹ, nhà soạn nhạc từng đoạt giải Grammy này tin rằng việc làm nhiều hơn một công việc sẽ giúp bạn tối ưu tất cả những kỹ năng và mối quan hệ mà bạn có. Bạn nghĩ sao? Bạn lựa chọn trở thành một chuyên gia trong một nghề hay là muốn khai phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau và trở thành một người đa tiềm năng, multi-potentialite? Hãy cùng Spider Room khám phá về quan điểm của Carver Sangle trong bài viết của ông Why You Should Have At Least Two Careers, đăng trên trang Harvard Business Review. Qua bản dịch, tại sao bạn nên làm ít nhất là hai công việc cùng một lúc của dịch giả Nga Levy nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Ngày nay sẽ không có gì là lạ nếu bạn gặp một luật sư làm việc trong lĩnh vực năng lượng sạch, một lập trình viên viết tiểu thuyết hay một biên tập viên của tòa báo đồng thời cũng làm designer. Có thể bạn cũng mơ ước được chuyển sang một ngành nghề nào đó hoàn toàn khác với công việc hiện tại của mình. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai có khả năng tạo ra thay đổi bước ngoặt đến vậy. Sự đánh đổi cho việc chuyển nghề như vậy là quá lớn, trong khi cơ hội thành công khi làm lại từ đầu thì không hề cao. Nhưng giải pháp cho việc này cũng không phải là cắm rễ mãi ở một công việc hiện tại và bằng lòng với việc bản thân đang không thỏa mãn hoặc chết mòn về công việc đó. Tôi cho rằng cách tốt hơn cả là làm cả hai thứ. Khi theo đuổi hai công việc cùng một lúc, bạn sẽ đồng thời gia tăng giá trị cho cả hai. Cá nhân tôi theo đuổi 4 lĩnh vực khác nhau. Tôi làm tư vấn chiến lược doanh nghiệp tại một công ty thuộc danh sách Fortune 500, là một cựu binh trong Hải quân Mỹ, tác giả của vài cuốn sách và đồng thời là một nhà sản xuất âm nhạc. Hai câu hỏi mà mọi người thường đặt ra cho tôi nhất là anh ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Và làm thế nào mà anh có thời gian cho tất cả những việc đó? Câu trả lời của tôi là tôi ngủ rất nhiều và tôi tự tạo ra thời gian cho mình. Tất nhiên những câu hỏi mang tính kỹ thuật như thế này sẽ không giúp họ hiểu được động lực thúc đẩy tôi làm nhiều việc cùng một lúc như vậy. Đúng ra thì họ nên hỏi là tại sao anh lại theo đuổi nhiều nghề đến vậy? Đơn giản thôi, làm nhiều công việc một lúc khiến tôi hạnh phúc hơn và cho tôi cảm giác thỏa mãn hơn. Điều đó cũng giúp cho từng công việc của tôi hiệu quả hơn nữa. Dưới đây là cách tôi đã thực hiện điều đó. Hey! Bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership, các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spy Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nha. Công việc chính sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng khác. Công việc chính của tôi là tư vấn doanh nghiệp. Lương từ vị trí tư vấn doanh nghiệp của tôi đủ giúp tôi trang trải công việc sản xuất âm nhạc của mình. Vì tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc trước đây, nên đương nhiên không ai trả tiền cho tôi để sản xuất bài hát cho họ cả. Đương nhiên, tiền không phải là động lực khi tôi theo đuổi nghề này, mà đó là niềm đam mê cá nhân của tôi với jazz và nhạc cổ điển. Vậy nên tôi tình nguyện làm không công để có thể lấy kinh nghiệm trong lĩnh vực mới mẻ này. Công việc ban ngày của tôi không chỉ chu cấp tiền đủ để tôi sản xuất các album nhạc, mà còn chính là bản lề giúp tôi có được những kỹ năng cần thiết để trở thành một producer thành công hơn. Một producer giỏi không chỉ là người hiểu về âm nhạc, mà còn phải có một tầm nhìn, có khả năng tuyển dụng nhân sự, biết cách lên kế hoạch, gọi vốn và đưa ra thành phẩm. Trong khi đã sản xuất được một loạt các album và giành vài giải Grammys, các hãng đĩa và nhạc sĩ mới bắt đầu tìm thấy tôi để cộng tác. Cho tới lúc đó, tôi thậm chí vẫn từ chối thủ lao, bởi với bản thân tôi, âm nhạc là một đam mê vĩnh cửu và bản thân việc được chơi nhạc đã là phần thưởng đủ lớn dành cho tôi rồi. Trong khi đi làm tư vấn, tôi cũng thường mời các đối tác doanh nghiệp của mình tới phòng thu. Với những nhân viên văn phòng cả ngày chỉ rú rú trong bốn bức tường thì việc được gặp gỡ các ca sĩ, nhạc sĩ, những người trong giới sáng tạo và hiểu được phía sau hậu trường của mỗi sản phẩm âm nhạc là một điều thực sự vô cùng thú vị. Khi tôi tới Cuba để sản xuất một album,
Một trong số các khách hàng của tôi khi quan sát các nhạc sĩ đang nhảy múa đã thốt lên: "Tôi chưa từng quen những ai mà vừa có thể làm việc, vừa có thể vui vẻ như vậy." Với trải nghiệm tuyệt vời đó, vị khách hàng này đã góp phần giúp tôi tăng thêm doanh thu cho công ty. Và điều đó có nghĩa là cả hai công việc của tôi đang đều được hưởng lợi. Kết bạn với những nhóm người khác nhau. Khi còn làm việc ở Phố World, những mối quan hệ nghề nghiệp của tôi ban đầu chỉ giới hạn trong những người thuộc lĩnh vực tài chính. Đó là những người làm ngân hàng, trader, nhà phân tích tài chính và những người nghiên cứu kinh tế. Tất cả nhóm chúng tôi đều có một cái nhìn tương đối đồng thuận về tình hình thị trường. Nhưng hầu hết khách hàng trong mảng quản trị tài sản của tôi đều tìm kiếm thứ gì đó khác hơn. Họ không muốn nghe những gì người trong ngành thường thao thao bất tuyệt. Tôi xem đây là một cơ hội để rà soát lại đống danh thiếp của mình và tìm ra những người có thể đem đến cho khách hàng của tôi những góc nhìn mới mẻ. Đây là một ví dụ. Một khách hàng của tôi muốn biết những người Trung Quốc thường nói gì với nhau hàng ngày. Với lợi thế là một tác giả sách, tôi có khá nhiều mối quan hệ với các cây viết khác. Và vì thế, tôi đã liên hệ với một người bạn làm phóng viên của một tạp chí định kỳ ở Trung Quốc chuyên về chuyện phiếm. Anh bạn của tôi đương nhiên sẵn lòng chia sẻ cởi mở hết sức với góc nhìn của anh ấy cho khách hàng của tôi. Và đương nhiên khiến họ rất hài lòng. Khách hàng của tôi có một ý tưởng mới, tôi có một thương vụ thành công, còn bạn tôi có thêm một độc giả mua báo trung thành. Nếu ở trong nhiều môi trường khác nhau, bạn sẽ có cơ hội kết nối với những người tưởng như không có bất kỳ mối liên hệ nào và giúp cho tất cả cùng có thêm những giá trị mới. Khám phá những đỉnh cao sáng tạo. Khi làm nhiều nghề khác nhau, bạn sẽ có khả năng nhận thấy những ý tưởng lớn giao nhau và điều quan trọng là bạn nhận biết được khi nào thì chúng nên gặp gỡ nhau. Steve Jobs huyền thoại, người là hiện thân của chủ nghĩa tư duy đa lĩnh vực đã từng phát biểu: "Nếu công nghệ hôn phối với nghệ thuật và đồng thời là tính nhân văn thì kết quả sẽ là một thứ khiến cho trái tim của chúng ta phải rung động." Sau siêu bão Katrina vào năm 2005, rất nhiều nhạc sĩ đã rời bỏ New Orleans để gây quỹ nhằm giúp đỡ các nhạc sĩ trong thành phố. Tôi có một lựa chọn là thành lập ra một tổ chức phi lợi nhuận nào đó và rồi đi kêu gọi mọi người quyên góp tiền. Nhưng tôi đã không làm theo cách truyền thống và kém hiệu quả đó. Thay vì thế, tôi tạo ra một sàn môi giới cho nhạc sĩ. Ý tưởng này có thể gọi khi phố World gặp phố Bourbon chăng? Phố World thì chắc là bạn biết rồi, con phố biểu tượng cho sức mạnh tài chính, tiền tệ của Hoa Kỳ. Còn phố Bourbon là khu vực trung tâm của New Orleans với nhiều quán bar, club và những công trình thể hiện giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố. Nếu như có ai đó muốn thuê một nhạc công cho một bữa tiệc ở New York, họ có thể tìm kiếm trên website của chúng tôi, rồi sau đó họ sẽ được hỏi rằng bạn có muốn tip một phần tiền cho quỹ từ thiện ở New Orleans hay không? Người thuê nhạc công, một trong số đó từng là những khách hàng cũ của tôi, đương nhiên tìm được ban nhạc họ ưng ý cho bữa tiệc. Người nghệ sĩ ở New York thì có việc làm, còn quỹ từ thiện ở New Orleans thì thu về một khoản từ thiện nhỏ. Bạn thấy đấy, khi bạn theo đuổi trí tò mò của mình, thì bạn sẽ biến đam mê trở thành những nghề nghiệp mới và khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn hơn. Và tôi tin rằng bằng cách làm nhiều hơn một công việc một lúc, bạn sẽ có cơ hội làm chúng tốt hơn. Bạn thấy đấy, nếu bạn thực sự muốn làm tới 9 nghề, thì có thể điều đó cũng không hề thua kém việc làm một nghề cho 9. Bởi theo như Carver Sangle, các công việc sẽ giúp bạn nuôi dưỡng những đam mê và chính bản thân mình, cũng như mở ra rất nhiều cơ hội mới. Và đặc biệt, như bức ảnh này, khi tắm mình trong các lĩnh vực yêu thích, bạn sẽ có động lực để tiến về phía trước. Bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Đừng quên để lại comment phía bên dưới video cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video này. Mỗi lượt view của các bạn chính là động lực cho chúng mình hoàn thiện hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Khánh Linh. Bye!